Xin chào, lại là tôi chất xám đây. Do nghỉ dịch Covid-19 quá lâu, tôi tin rằng giờ mà thả anh em đi học là khối người ngơ ngác quên mất trường mình ở đâu. Hay là... đây có phải thầy mình không nhở? Chết rồi, còn ngồi cạnh tên Mai Lan Hoa gì sao không nhớ ra ta? Thế nên, hôm nay chất xám sẽ đưa anh em trở lại trường xưa, thăm trường lớp thầy cô và hồi tưởng lại ký ức của những giờ kiểm tra. Học sinh Việt Nam đã tự lực cánh sinh để làm nên những kỳ tích bơi phao nào khi mà tinh thần tương thân tương ái bị thầy cô ngăn cấm. Hôm nay, chất xám sẽ kể cho anh em nghe về 7 cách tàng trữ và sử dụng tài liệu của lứa tuổi nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò đấy nhé. Thứ nhất, thật tài tình, học sinh biến máy tính thành những chiếc phao cứu sinh đắc lực. Tất nhiên là các cô cậu ấy chỉ có thể áp dụng cách này trong các môn được mang máy tính như là toán, lý, hóa gì đấy thôi. Nếu mà mang máy tính chứa phao vào môn văn hay là lịch sử thì chả khác nào bỏ giám thị lệ ông tôi ở bụi này. Anh em có biết cái phao ấy hình thành như thế nào không? Mấy đứa nó cắt một mảnh giấy vừa bằng nửa nắp của cái máy tính, chỉ một nửa thôi nha. Ai mà dán miếng giấy trắng tinh to đùng chan cả viền đằng sau cái máy tính thì đúng là tham lam, lại còn bỏ cả nắp ra xem thì ngu dốt. Xong rồi thì các cô cậu học trò cố gắng viết tất cả những kiến thức, định luật, công thức tinh hoa nhất của nền khoa học tự nhiên bỏ vào đó rồi dán vào nửa dưới, mặt trong của nắp máy tính. Trong lúc làm bài, họ tỏ ra thật bình tĩnh và chuyên nghiệp như một nhà toán học với khả năng bấm máy tính siêu việt. Thỉnh thoảng nhấc nhẹ máy ra để xem phao không hề run tay, nhấc nhanh và dùng mắt liếc một cách dứt khoát. Bí quyết của những chuyên gia quay phao này là không được tham lam nhìn quá nhiều thông tin, nhìn ít mà nhớ chính xác rồi viết ra giấy nháp là được. Anh em hỏi là có bị bắt hay không á? Chịu chịu, tôi có làm phao kiểu này bao giờ đâu, tôi chẳng biết gì luôn ấy. Cách 2, viết lên giấy nháp, tưởng không phải phao nhưng lại là phao cứu sinh. Chắc anh em chẳng mấy ai nghĩ đến chuyện viết phao vào giấy nháp để mang vào phòng thi đâu nhở. Thế mà lắm cô cậu học trò lại đường đường chính chính mang tờ nháp đầy chữ đi quay cóp mà không bị tóm đấy. Thông minh vô cực đúng không? Các chàng các đàng này dùng một tờ giấy đôi, lật trang giữa ra, kiếm một chiếc bút hết mực và bắt đầu hành trình điêu khắc trên giấy. Họ viết những gì cần thiết nhất và thật rõ ràng, vừa viết vừa niệm thần chú. Không bị bắt, không bị bắt. Xong rồi gập tờ giấy lại và mang vào phòng thi thôi. Việc tiếp theo là mang giấy nháp ra và căng mắt lên để nhìn. Cách này tôi đã thử và thành công, nhầm thành nạn nhân luôn đấy. Thầy cô tỉnh lắm, thấy mắt tôi đăm đăm nhìn tờ giấy mãi mà không dịch được, nên thầy cô xuống giơ tờ giấy lên chỗ ánh sáng để đọc hộ tôi luôn. Đúng là coi thi có tâm mà. Cách 3, các cô cậu xăm mình để thể hiện ý chí học tập. Đúng vậy, rất nhiều học sinh vì chán ngấy với chuyện giấu giếm những tờ phao như ăn trộm nên đã chọn cách này. Các cậu ấy dùng bút bi ngòi nhỏ nhưng phải giữ màu lâu một chút để viết lên cánh tay, bắp chân. Mấy nàng mặc váy còn xăm cả lên đùi, vén váy ra xem rồi đậy lại tỉnh bơ, chẳng ai biết luôn. Nhiều cô cậu còn viết vào bàn tay cơ, nhưng mà đi thi, hồi hộp dễ ra mồ hôi trôi hết chữ nghĩa, ăn ngay mấy quả trứng ngỗng. Nhưng mà quay cóp kiểu này không đơn giản đâu, tôi nghe truyền thuyết kể lại, phải diện trên mình những bộ xiêm y rộng rãi nhất để kéo lên kéo xuống cho dễ dàng. Giả vờ gãi ngứa cũng là một cách hay để vén quần áo ra xem phao. Nhưng mà kể anh em nghe, thằng bạn tôi vì ngứa nhiều lần quá, thầy cô xuống chăm sóc chỗ ngứa cho nó luôn. Mà nó khôn lắm, nó biện minh bảo em viết lên chân tay để học cho tiện, nhưng mà mải học quá em quên không xóa. Anh em nghĩ thầy cô có tin không? Thử đoán xem. Cách 4, chai nước thần kỳ cứu nguy bài kiểm tra. Anh em biết đấy, nếu không phải những kỳ thi quá quan trọng thì mang nước vào phòng thi là điều dễ dàng. Chai nước thần kỳ này không những đỡ khát mà còn biến thành cái phao nổi lênh phênh, cứu sống bao thế hệ học sinh Việt Nam luôn. Nổi thế nào thì nghe tôi nói đây. Anh em có biết tại sao kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia người ta lại bắt lột vỏ chai nước rồi mới được mang vào phòng thi không? Bởi vì cái vỏ này là mầm mống của sự gian lận. Các chuyên gia quay phao đã phát minh ra ý tưởng dán phao vào mặt trong của nhãn chai rồi dán lại y như cũ. Họ chỉ dán vào chai nước lọc nha anh em. Mua chai C2, trà xanh không độ dán vào thì có mà nhìn đằng rời. Xong xuôi vào phòng thi, các cô cậu này sẽ uống nước cho cạn cạn,
qua cái nhãn rồi đưa đôi mắt xuyên qua lớp vỏ chai, tiếp thu những kiến thức hữu ích bên trong nhãn để được truyền cảm hứng đạt điểm cao. Tiếc là... ánh mắt ta chạm nhau. Giám thị nhìn em, giám thị cười, em nhìn giám thị, lệ tuôn rơi. Số 5, in phao nhỏ, bỏ túi áo. Giáo viên hỏi, ngỏm cu tỏi. Top 10 cách gian lận được học sinh áp dụng nhiều nhất. Top 1, in phao. Đúng, in chữ nhỏ có lẽ là một trong những sáng kiến vĩ đại nhất của ngành công nghiệp in ấn trên toàn thế giới. Nó được vinh danh là phương pháp in ấn có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn tình mẹ con, cha con, tình thầy trò của các thế hệ học sinh Việt Nam. Sau đây là một số tip in phao và quay cóp phao nhỏ hiệu quả nhất được chia sẻ từ cô gái ngồi cạnh tôi 3 năm cấp 3. Số 1. Về kích cỡ. In bé vừa phải thôi, đừng bé quá nhìn muốn lói con mắt ra. Số 2 là nội dung. In cái trọng tâm thôi, văn học thì in dàn bài rồi tự chém, chứ đừng in cả quyển văn mẫu ra, cồng kềnh lắm. Số 3 là chọn nơi cất phao, cái này rất quan trọng. Dằn ống tay áo hoặc ống quần lên, cho xuống lót giày, nhét vào túi. Nếu mà đồng đội phía trên là một bạn nữ tóc dài ngồi bên trên, thì nó sẽ dán phao vào lưng bạn ý và dùng tóc che đi. Nơi nó hay nhét phao nhất là trong núi đôi. Và anh em biết gì không, đã có lần tôi túng quá, định xin nhìn nhờ phao tí. Nó thò tay vào trong áo, rút nhầm miếng nệm mút ra đưa tôi. Ôi dồi ôi, may không ai thấy chứ không là chùi lỗ đào xuống đất luôn. Lâu lắm rồi tôi chưa gặp lại cô bạn đấy, không biết giờ đã ra trường chưa. Nhưng nghe nói đúp lớp mất mấy năm rồi ấy. Anh em nhìn tấm gương này mà học tập cho tốt vào nha. Số 6. Trăm năm bia đá còn mòn, ngàn năm bút tích trên bàn trơ trơ. Anh em có biết tại sao bộ đội ta lại đánh du kích giỏi không? Vì nắm được địa bàn trong lòng bàn tay đấy. Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò cũng thế. Ngồi trên bàn học thôi mà cũng nắm được thiên thời địa lợi của nó. Viết lên bàn là một cách quay cóp khá phổ biến. Các nàng các chàng thông minh lắm, chỉ dùng bút chì thôi, tẩy để còn quay cóp nhiều môn nữa chứ. Mà đã viết cũng cần não. Viết sao để cho cái khu vực chữ đấy nằm trong phạm vi của tờ giấy nháp hoặc tờ giấy kiểm tra để giám thị đi qua còn che được. Cơ mà thầy cô mắt sáng long lanh như thế, liếc qua phát là biết ngay. Tôi còn lạ gì mấy cái trò này của các anh các chị nữa. Số 7. Không cần mang phao vào phòng thi. Tôi đã từng quay cóp theo cách này. Tôi đã từng là cao thủ quay cóp đây anh em ạ. Nhưng giờ nghĩ lại hối hận quá. Thôi kể chuyện nghe cho vui, chứ đừng ai học tập đấy nhá. Anh em tin không? Tôi không cần mang phao vào phòng luôn mà vẫn quay cóp được mấy tài. Đầu tiên tôi mở đề bài ra học một lượt, cố gắng ghi nhớ xem giờ mình cần kiến thức gì để làm bài. Hoặc an toàn hơn thì tôi ghi ra giấy nháp, gập tờ nháp lại cho vào túi một cách kín đáo. Bước tiếp tôi diễn xuất thật chuyên nghiệp bằng cách giả vờ đau bụng để giám thị chú ý. Tất nhiên là giám thị sẽ đến hỏi thăm tôi. Rồi tôi thì thầm vào tai giám thị, em buồn đi nặng, thế là được thả ra nhà vệ sinh. Ở trong nhà vệ sinh, tôi thủ sẵn phao và bút trong đó, rồi ngồi chép sương sương vào tờ giấy nháp. Cứ thong thả thôi vì tôi đi nặng cơ mà. Sau đó quay lại lớp, thầy cô tra hỏi tờ nháp thì tôi đáp. Tại em sợ nhà vệ sinh không giấy nên mang vào phòng. Ai ngờ nó có vòi xịt nên em mang nháp về nháp tiếp ạ. Thế là chả giám thị nào bắt bẻ tôi nữa. Nhưng mà anh em ạ, vải thưa không che được mắt thánh. Thầy cô nào thì cũng từng là học sinh. Vậy nên nếu anh em có cố gắng quay đều những vòng phao thì xin hãy bảo trọng nhé. Anh em nào có phương pháp gì mới lạ thì bình luận bên dưới nha. Còn bây giờ thì nhấn like, share và đăng ký kênh để gặp lại chất xám với những video thú vị tiếp theo nhé. Bye bye!